review luôn hết trong cách. Rồi chào tất cả anh em nha. Nay đầu năm nha anh em. Rồi, em quay cho anh em mình xem một clip động cơ hai con Mitsubishi nha anh em, L3E. Đây anh em, Mitsubishi L3E nha. Thì nó là 22,5 HP nha anh em. 3.2 tua. Tua từ 3.2 tới 3.5 nha anh em. Hai con này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đây, ba máy L3E nó đóng lóc luôn nè, không dàn lóc dàn chân đồ 7 màu, chân còn đầy đủ hết. Nên anh em mua giờ mình chạy vô lãi, chạy phát điện gắt mấy cày xe cuốc đều được hết nha anh em. Trọng lượng nó như trọng lượng nó 80 kg nha anh em. Máy rất đẹp, sạc lớn luôn. Sạc lớn 12V nè. Đó, đời còn mới tinh. 12V. Bô. Đây, hai con. Hai con đẹp như nhau. Chân nè. Đó, con này là L3E luôn. Bộ bô chạy ít. Chạy nhiều nó sẽ bị cháy hết nha nè. Này chạy ít, máy chạy ít nè, bô ly còn đỏ nè. Đó. Ốc rồi. Chưa có dấu mở này nó có tắt điện nha nè. Hai con đều có tắt điện hết. Đây. Rồi để em sẽ nổ thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Em sẽ nhận thoại nổ thử. Đó anh em nhìn cái quạt gió bu ly nè. Nó tinh luôn. Bên em là bảo hành cho anh em 1 năm nha anh em, bao hơi bao khói. Nè nè, anh dắt kia ra. Đó, chích thở. Coi dừng lỏng mát. Máy cực kỳ nhẹ nổ luôn, trời là nổ luôn. Anh em muốn tắt điện thì tắt, muốn tắt cơ thì tắt nha. Con này là tắt cơ nè, tắt thằng heo, còn này tắt điện, nhắn vô. Rồi hai con máy Mitsubishi L3E. Đó anh em nào mua thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913719579 nha, hoặc là 0913948716 nha anh em. Địa chỉ cửa hàng là 277 quốc lộ 56 Hùng Vương. Thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi em kết thúc video tại đây nha anh em. Đó anh em nào quan tâm đến kênh em thì cho một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.